Được chưa? Rồi. Bắt đầu nhá. Đầu tiên là em mở cửa này. Rồi. Cho quần áo vào này. Vâng. Nếu như xong rồi cho nước giặt này. Cho nước giặt vào đâu ạ? Đây, nước giặt anh cũng dán tiếng Việt ở đây nhá. Nước giặt là chấm đen này, ngăn trong này. Xả vải, chấm vàng ngăn ngoài này. Đấy. Bột giặt thì bên này. Mình dùng nước giặt thì được không? Nước giặt là chấm đen. Đúng rồi. Là ngăn trong. Nước xả vải là chấm vàng. Đúng rồi. Còn bột giặt ở đây ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng nhá. Bắt đầu bật nguồn lên này. Đây là ba chế độ giặt tự động này. Giặt thường này. Và giặt sấy này. Và sấy không này. Ví dụ như giặt thường nó sẽ báo 3 đèn giặt rũ bắt. Nó cho quần áo này. Mức quần áo giặt thường khô nó sẽ đến đây. Đây em quay tay anh chỉ ra. Đây nhá. Mức giặt thường sẽ đến đây. Vâng. Đấy xong em khởi động là xong một chế độ. Đấy giặt thường, đây là giặt phơi. Vâng, giặt phải phơi. Đấy một chế độ. Chế độ thứ hai là giặt sấy này. Vâng. Thì trước khi giặt sấy em vệ sinh này, cái lắp nọc bông vải đi nhá. Cầm tay vào đây có cái lẫy này này. Vâng. Em giặt thẳng là nó gãy. Khi em đóng vào em đóng chặt nhá. Đóng vâng. Lỏng là lỏng vào lỗi đấy. Ví dụ như vào lỗi này. Đấy, thấy chưa? Đóng vào hết. Đấy. Vâng. Em giặt sấy thì em bấm khởi động là xong. Vâng. Đấy, chưa giặt sấy. Chế độ thứ ba sấy không, những quần áo mình vào tay xong rồi mình cho vào mình sấy. Yeah. Đây là chỉ nhiệt độ đấy ạ? Không phải chỉ nhiệt độ gì cả, nó tự động hết em ạ. Yeah. Đây là chế độ tự động nhá. Còn ví dụ như em muốn cài phút sấy thì em bấm đây 20 phút ạ? Đấy, 60, 90. Yeah. Nhá. Còn đây là chế độ tự động này. Em cứ bấm vào sấy không là chế độ tự động này. Yeah. Tốt nhất là để sấy không. Nó tự động tốt hơn. Mình không, ví dụ mình cài ít thời gian nó không kịp khô. Sấy đây là không phải sấy nóng mà là sấy là chế độ hút ẩm ấy. Vâng. Đúng rồi. Chứ không phải dây máy so nóng đâu. Không phải dây máy so đâu. Nó không phun quần áo đâu. Tất cả các loại quần áo được hết. Vâng. Thế thôi gì anh? Chưa không còn một chế độ nữa đây nhá. Là một tháng em vệ sinh lồng cho anh một lần. Một lồng. Ví dụ nhá. Mình giặt sấy nhiều nó sẽ lưu giặt sấy này, lỗi đèn giặt sấy này. Vâng. Đúng không? Em bật lên này. Em chuyển về giặt thường cho anh. Vâng. Em xoay menu này. Xoay menu. Đấy, xoay menu chữ cuối cùng này. Đúng chưa? Đây nhìn này. Đấy, chữ cuối cùng nhá. Vẫn khởi động, nó sẽ nổi lên màn hình 2 tiếng 54 phút một tháng vệ sinh lồng một lần. Bấm như thế khởi động kệ nó tự vệ sinh. Vệ sinh cái lồng này. À nó tự làm. Mình chỉ việc cài chế độ này thôi. Nó tự vệ sinh 2 tiếng 54 phút à? Đúng rồi. Nó tự vệ sinh. Thế thôi gì ạ? Đây xong rồi còn cái này nữa. 3 ngày đến 1 tuần nên vệ sinh anh một lần anh bạn ra nhá. Cái này vệ sinh. Này, em tháo vào nhá. Cặn nhất ra. Cái lọc bẩn nhất nó chống tắc công nó bám hết vào đây. Em vệ sinh như đây. Nhập. Đấy xong em vặn này. Nó mới chặt. Dạ. Đây bạn coi. 9 cân. Được rồi, thế thôi. Đơn giản thôi. Anh nhớ chưa? Vâng. Còn đây là chế độ cài tay này. Nếu như em dùng thì dễ làm dưới. Hướng dẫn cho bố mẹ không nên dùng chế độ nào. Giặt thường nhá. Em thích giặt mấy phút này, những quần một bộ của mình chẳng hạn. Mình mới giặt nhanh để mình phơi chẳng hạn, mình đi có công việc. Cái này cao được bao nhiêu nhỉ? Thì thanh này cao bao nhiêu? Cái này ạ. Cái này như cao 70. Cây là mình không. Cháu không nhớ rõ. Mét. Hơn tầm mét 1. Đây nhá, giặt phút này. Vâng. Nhớ nhá, cài này, rũ lần này, mấy lần này, vắt phút này. Đây chế độ giặt thường nhá. Vâng. Thì em khởi động này nó giặt đúng theo thời gian như em cài. Vâng. Đây chế độ cài tay giặt theo ý mình. Còn là 60 bác, chiều ngang 60. 60 mấy mốt. Vâng. Bật nguồn này. Ví dụ như chị em lại cài tay chế độ giặt sấy nhá. Vâng. Cũng giặt phút này. Cái này, này nó mặc định sẵn rồi. Đúng rồi, nó mặc định sẵn rồi nhưng mà em chỉ vâng. Tự động ví dụ như đây. Khi mình cài này thì nó tắt đi bật lại mình. Mặc định thì lại quay trở lại. Đúng rồi. Rồi thôi thế này. Thế thôi có mấy chế độ thôi. Vâng. Đơn giản thôi mà.